Xin chào mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem một mẫu áo kaki Hàn Quốc có mũ. Đây là mẫu có mũ này. Những mẫu có mũ độ rất là dễ thương. Đây cái lông của nó đây. Đây lông của nó đây. Và nó có cái dây buộc như này. Đây là cái dáng của nó như này. Đây form này thì cũng cho tầm khoảng 1m45, 1m65 mặc đều ok. Nói chung là form nó kiểu dáng vừa chứ không ngắn quá, không dài quá. Mặc rất là, nói chung là ai mặc cũng lên dáng rất là tốt. Đây bên trong đây, mặc thoải mái lắm. Nếu mà cái này hôm qua các bạn nhà mình cũng cân nặng cũng bình thường, thử vẫn ok lắm.